mến chào ông bà cô bác anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh kim anh xứ người hôm nay mình đi chợ và chủ yếu là mình sẽ mua ức gà để về mình làm bột nem gà thì bột nem gà là một cái gia vị mà để mình có thể nấu canh xào hay là nấu à, nướng những gì mà mình có thể à, à, sử dụng bột nêm gà cũng à, thay vì mình dùng bột ngọt thì à, mình dùng bột nêm gà để à, chế biến cho món ăn nó có à, à, vị à, uh, ngon hơn đó các bạn thì à, à, làm bột nêm gà cũng không có gì là khó khăn à, nó cũng giống như bột nêm heo nhưng mà à, nếu như mà các bạn chịu khó làm bột nêm tại nhà đó thì mình ăn sẽ tốt cho sức khỏe hơn tại vì mình không có bỏ chất bảo quản mà để cũng cả năm trời đó các bạn mình ăn quanh năm suốt tháng là mình cứ làm bột nêm tại nhà để ăn thôi à, khi, à, khi bột nêm gà khi bột nêm heo mình làm hai loại vậy đó tại vì có những món mà mình à, sử dụng bột nem heo rồi có những món mình à, sử dụng bột nem gà cho nên là mình à, làm hai loại đó nó thông dụng hơn giống như có bạn kia hỏi mình là khi à, có làm bột nem bò không thì thật ra bò thì mình ít có à, sử dụng tại vì sao tại vì khi mà nấu nướng gì đó bột nêm heo hay bột nêm gà đó thì nó không có cái mùi vị đặc trưng còn nếu như mà bỏ bột nêm bò vô thì nó có cái mùi bò thì à, bột nêm bò chỉ có thể dùng để à, ướp những cái món bò nướng hoặc là à, nấu phở bò hay nấu bún bò thôi cho nên là mình chưa nghĩ đến là sẽ làm bột nêm bò mình à, còn bột nêm gà với bột nêm heo thì à, mình làm ăn quanh năm thì để làm bột nêm gà thì nó nguyên liệu nó rất là dễ để mà làm luôn đó các bạn thì mình cần có ức gà rồi mình cần có muối những cái nguyên liệu như là bột hành bột tỏi tiêu trắng muối đường nước mắm vậy thôi đó các bạn mà nó ra cái thành phẩm như vậy nè, rất là thơm và khô đó các bạn. Mình có thể để rất là lâu để cả năm trời mình ăn quanh năm vậy đó. Rất là tốt luôn. Thì à, à, để bắt tay vô à, làm cái à, bột nem gà này thì à, mình cần có à 250 g ức gà. Đây các bạn, ức gà bây giờ mình à, sẽ à, à, sơ chế nó. Đây, nước mắm tiêu bột hành bột tỏi muối đường đó là những cái nguyên vật liệu mà ở nhà mình là có sẵn hết rồi mà trong bếp các bà nội trợ là đều có sẵn hết đó cho nên là mình nghĩ là rất là dễ làm luôn chịu khó một chút thôi à, các anh chị em chịu khó một chút là mình sẽ có bột nêm gà để mình à, à, nấu đồ ăn mình làm đồ ăn cho người thân cho gia đình thì rất là tốt luôn thì đây thịt gà là mình đã sơ chế bỏ hết mấy cái phần mỡ đi rồi đó mình rửa sạch để ráo rồi bây giờ mình cho vô đây hai muỗng canh nước mắm mình ướp nè đó mình trộn đều lên à, mình dùng bao tay mình trộn đều để cho nó ngấm lên đó các bạn rồi sau đó thì mình bắt nồi cái sửng nước sôi lên, mình đem đi hấp. Dạ. Yeah. Mình hấp chín nó thì tầm khoảng 20 phút đó các bạn. Dạ mình yeah, mình hấp 20 phút đây thì thịt gà của mình nó đã chín hết rồi nè các bạn. À, rồi bây giờ mình sẽ ngồi mình xé nó ra, xé nhỏ ra. Nè. Yeah. À, xé nhỏ ra thì trong lúc mình xé nhỏ vậy thì nó cũng đã nguội rồi. À, mình sẽ cho nó vô trong cái cái khay mà có lót giấy bạc đó các bạn. Mình sẽ đem đi à, bỏ vô à, lò nướng mình sấy nhiệt độ 130 độ C. Cho 20 phút ha các bạn ha. 130 độ C cho 20 phút. Còn nếu như các bạn không có, các bạn có thể làm bằng cái chảo cũng được. Rang trên chảo đó các bạn. Đây mình đã sấy sau 20 phút mình đã sấy thì nó đã khô như vậy nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô đây để mình bỏ vô máy xay để mình xay. Nha. Yeah. Mình xay nhuyễn nó ra. Và sau khi mình xay nhuyễn nó ra rồi đó. Thì mình sẽ bỏ vô cái tray này trở lại để đem đi sấy nó nữa ha các bạn ha Sấy cho nó khô đó các bạn Thì mình sẽ sấy ở nhiệt độ 100 độ C cho 20 phút à, Mình sẽ sấy ở 100 độ C trong 20 phút ha Rồi bây giờ mình đóng nắp lại và mình sẽ xay cho nó nhuyễn ra Rồi bây giờ là mình đã xây xong rồi nè các bạn Mình sẽ kiểm tra coi là nó đã à, nhuyễn chưa ha Rồi nó như vậy là tốt rồi nè các bạn Đó nó nhuyễn rồi Bây giờ mình sẽ bỏ nó ra ngoài cái tray này Và mình đem đi sấy khô Ở nhiệt độ 100 độ C 20 phút hoặc các bạn cũng có thể à, à, rang ở trên chảo đó. Rang cho nó khô đó các bạn, càng khô thì càng tốt. Tại vì à, rất cần cho nó khô. Rồi đây, mình đã rang cho nó đã sấy nó khô rồi nè các bạn. Sấy à, 20 phút trong nhiệt độ 100 độ C. Rồi bây giờ nó khô rồi mình sẽ đổ trở vô trong cái à, à, máy xay một lần nữa lần này mình đổ vô mình xay là mình à, cho à, cái 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 đường muối hành đồ vô luôn đó các bạn thì à, ở trong đây mình có đường có hai muỗng canh đường có 80 g muối hai à, 20 g đường 80 g muối một muỗng cà phê tiêu trắng một muỗng à, canh bột hành một muỗng canh bột tỏi đó các bạn rồi mình trộn đều lên hết rồi mình xay lần cuối cùng. Cái này là đã thành phẩm rồi đó các bạn. À, cho nên là nếu như mà các bạn thấy nó chưa khô thì các bạn khoan bỏ đường, bỏ bột hành, bột tỏi vô ha. Các bạn phải à, xay thêm nữa. Còn à, mình đã thấy nó khô rồi đó. Cho nên là mình à, mới cho mấy cái à, nguyên liệu đó vô. Tại vì khi cho nguyên liệu vô vậy rồi là mình chỉ có rây ra và để xài thôi đó Nó đã thành phẩm rồi đó các bạn Rồi đây mình sẽ rây ra cho các bạn coi Rất là đẹp luôn đó các bạn Mị Nó mịn, nó mịn nhiễn lắm các bạn Nếu mà các bạn có cái máy xay hoạt cà phê rồi đó Xay bột á Các bạn bỏ vô xay thì rất là tốt luôn Nó còn nhuyễn hơn nữa Tại vì mình lấy máy xay thịt Mình xay cho nên nó Phải xay tới xay lui nhiều lần Nó mới nhuyễn Còn nếu các bạn có máy Mà chuyên dụng cho xay bột á Xay hạt á Mấy cái hạt đậu rồi đó Mà thành bột á Thì các bạn bỏ vô xay thì quá tuyệt vời luôn Đó thì đây là đã ra À, thành phẩm của mình rồi đó các bạn à, nếu mà các bạn thấy à, à, thích với cái bột nem gà này thì các bạn hãy cùng làm với mình ha mình chúc cho các bạn làm thành công và mến chúc các bạn được dồi dào sức khỏe bình an hạnh phúc